phạt chủ nhà hàng ép khách trả tiền, đòi ném tô canh vào khách. Ngày 11 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa xác nhận đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thu Hương, chủ nhà hàng CG ở thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, số tiền 750.000 đồng. Lý do bà Hương có hành vi không niêm yết công khai giá dịch vụ tại địa điểm kinh doanh dịch vụ. Trước đó vào tối ngày 8 tháng 2, tài khoản Facebook Hoàng Gia đăng trên một diễn đàn mạng xã hội ở Khánh Hòa, thông tin bị chủ nhà hàng dưới chân đèo Rọ Tượng thuộc thị xã Ninh Hòa ép khách trả tiền món mà khách không gọi, dọa đánh khách. Đòi tà tô canh lên người nhóm du khách, thông tin này khiến nhiều người bày tỏ sự bức bình, bức xúc. Theo anh PTA, ngụ tại Thừa Thiên Huế, chủ tài khoản Facebook Hoàng Gia, anh là người bị nhà hàng ép trả tiền dọa đánh và cũng là người đăng thông tin phản ánh sự việc. Vào ngày 6 tháng 2, tức mùng 6 tháng riêng, trên đường vào Nha Trang du lịch, gia đình anh có vào một nhà hàng trên để ăn cơm. Thấy nhà hàng chỉ có để tên món ăn, không niêm yết giá, nên anh A cẩn thận hỏi giá từng món ăn. Anh A cho hay chỉ gọi 4 đĩa cơm nhưng nhà hàng tính tiền thêm tô canh. Anh A nói chỉ gọi 4 đĩa cơm không gọi canh và nghĩ rằng nằm trong phần 4 đĩa cơm. Đang trao đổi thì chủ nhà hàng bưng nguyên tô canh ra đòi tạt lên người chúng tôi và bảo rằng không trả thì đừng hỏng rời khỏi nhà hàng. Không những vậy chủ nhà hàng còn xông vào đánh tôi. Anh A kể lo sợ an toàn của ba con nhỏ nên anh A trả tiền đầy đủ để rời khỏi nhà hàng. Sau khi mạng xã hội và báo chí phản ánh, Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo chính quyền địa phương đoàn kiểm tra liên hành kiểm tra nhà hàng CG ở thôn Phú Hữu. Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng nhận thấy nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ việc nhà hàng không niêm yết giá món ăn phục vụ và du khách có sự hiểu lầm về thực đơn của các món ăn được phục vụ. Du khách không đồng ý trả tiền cho món ăn không được yêu cầu, tức là canh cá ngừ, vì nghĩ tô canh là món kèm theo bốn đĩa cơm. Trong khi đó, nhà hàng lại nghĩ khách đồng ý gọi thêm canh chua nên đã làm một tô canh chua cá ngừ tô canh này được tính với giá 150.000 đồng. Cơ quan chức năng cũng xác định chủ nhà hàng CG có những lời lẽ quát mắng, hành vi dọa ném tô canh lên người khách hàng là có xảy ra theo phản ánh của du khách. Đây là hành vi kém văn hóa, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ninh Ích, các địa phương đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi không niêm yết công khai giá dịch vụ, đồng thời chấn chỉnh hành vi thiếu văn hóa phục vụ của nhà hàng.